Em xin chào cả nhà, các bác anh em thân mến đang theo dõi trên kênh YouTube của mình. Dạ hôm nay là ngày 19 rồi, sắp đến Tết rồi. Bên các đơn vị vận chuyển thì hiện tại vẫn đang hoạt động và làm việc bình thường. Thì hôm nay em có một cái cặp loa rất là hay nên kịp thời cho anh em chơi. Những bác nào thích sưu tầm hoặc là chơi những cái dòng loa toàn giải, em có về một cặp loa toàn giải của hãng Oppo, có model FX601. Cặp này thì nó có cái cấu trúc thùng loa dạng thùng hon nữa cả nhà. Nói sơ qua một chút này, nó sử dụng một cái loại quả thùng hon của hãng làm luôn, và sử dụng cấu hình loa toàn giải BAT20. Chúng ta nhìn nó rất là giống với dòng loa Phatech, và cái loa này nó có độ nhạy 95 dB và 1.8 ohm, công suất là 3W. Tại là rất là dễ đánh, rất là dễ đánh với các dòng âm đèn L84, nói chung là rất là dễ đánh, độ nhạy cao, hoặc là đánh bắn dẫn cũng được, xuất tốc tụ vân vân, tùy theo cái ý thích chơi của chúng ta. Cặp này thì nó có một cái kích thước như sau, nó có cái chiều cao là 72, chiều ngang 32 và chiều sâu là 30. Các bác nhé, thùng là thùng hon zin luôn. Em quay tổng quát qua một chút, và cặp loa này nó có đầy đủ tất cả các phần lưới, bên các lưới em để ngoài túi sắt. Về cái phần loa thì các bác yên tâm, màng loa thì màng giấy và gân là gân vải thẩm dầu. Đối với cái dòng gân vải thẩm dầu này, em đã cho bảo dưỡng và rất là mềm, nên các bác anh em yên tâm không lo bị cứng nhá. Cái gân này là gân mới tinh luôn rồi, đã được xử lý thay gân mới tinh, gân vải thẩm dầu, nên là tiếng nó rất là mềm. Đấy, các bác yên tâm, chứ bình thường trường sẽ không có những cái này, mình sẽ đưa cho bên Việt Hùng họ thay mới gân vải thẩm dầu, rất là mắc tiền. Gần này, city street light in the night. Cái thùng này thì nó có một cái màu xanh dạng quân đội à, rất là đẹp. Thì ngoài ra là chúng ta có thêm đây, cái phần lưới sắt của nó đây các bác nhá, có đầy đủ lưới sắt bảo vệ thùng hòn này. Thì các bạn có thể hỗ trợ các bạn chơi thêm loa chép, tức là chúng ta có thể hạ một trang bị cho các bác chơi khi chúng ta cần, chúng ta có thể một cái đường out để công tắc này. Một là chơi full range là loa toàn giải, khi mà chúng ta muốn chơi thêm cái loa chép ở phía trên này, đặt trên nóc này, cái nóc này bằng sắt nhá, cái nóc này bằng sắt, chúng ta muốn chơi thêm thì hãng họ trang bị cho chúng ta một cần gạt, chúng ta gạt sang và chúng ta sẽ chơi thêm cái loa chép ở phía trên, hỗ trợ giải cao, và chúng ta có thể chơi các dòng chép còi hay là super chép vân vân. Cái thùng này thì đánh giá rất là ngon đấy, thùng hòn hãng zin luôn, rất là đẹp. Thì cái cặp loa Austo FX 601 này hiện tại vừa mới về, loa tình trạng còn rất là đẹp này. Và cái quan trọng là cái phần gân, bên mình đã cho thay mới phần gân vải thẩm dầu, đó là để các anh em chơi. Còn này mình giao lưu cho các anh em những ngày cuối năm, hiện tại bây giờ là 5.500.000 đồng. Các bác nào mà có nhu cầu thì cho em để em ship và phụ các anh em chơi Tết nhé. Cặp duy nhất ạ. Ngoài ra em sẽ có thêm một số các cái dòng loa hiện tại đang có một giá sale rất tốt như CDM, NCAT 55, L50, các dòng loa Submarine vân vân. Thì em sẽ thực hiện vào video sau, bác nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video của em nhé. Cảm ơn các bác.